biểu lãi suất gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam trong tháng 11 tại nhiều ngân hàng lại tiếp tục hạ nhiệt thêm từ 0,1 tới 0,3% tùy từng kỳ hạn khác nhau. Với kỳ hạn 6 tháng trở xuống, gần như không còn lãi suất 6% một năm. Nếu muốn nhận lãi cao hơn, khách hàng phải chọn các kỳ hạn dài quá 12 tháng tại một số ngân hàng. Tại Techcombank, khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng, lãi suất chỉ còn 5,15% một năm. Còn gửi 6 tháng đến dưới 1 năm thì lãi suất 4,65 đến 4,7% một năm. Thấp nhất là kỳ hạn 1 tháng với 3,25% một năm. Bảo Việt Bank cũng áp dụng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 đến 13 tháng, 5,9% một năm thay cho mức trên 6%. Bản cập nhật lãi suất huy động của WeGroup, một đơn vị chuyên thống kê dữ liệu cho thấy, với kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng có mức lãi cao nhất là Nam Á Bank với 4,65%. Kỳ hạn 3 tháng, lãi cao nhất đạt 4,75% tại Bảo Việt Bank. Với kỳ hạn dài hơn như 6 tháng, Ocean Bank trả lãi cao nhất với 5,7% một năm.